Thực hiện nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương và các nghị quyết của quân khu, Đảng ủy quân sự tỉnh Long An về việc nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo, Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện Thủ Thừa đã có những cách làm sáng tạo, thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ, tạo tiền đề vững chắc trong thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương. Đây là buổi huấn luyện bắn súng bài 1B súng tiểu liên AR-15 cho chiến sĩ dân quân năm thứ nhất. Giữa cái nắng như đổ lửa, chiến sĩ Nguyễn Mạnh Thình, dân quân xã Bình An và đồng đội giữ thang sai luyện tập với tinh thần thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Bản thân tôi được trang bị kiến thức về lực dân quân tự vệ, kiến thức về chính trị, kiến thức về quân sự. Qua đó giúp tôi nhận thức sâu sắc về âm mưu, thủ đoạn của địch đối với cách mạng Việt Nam và thấy được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình. Tôi hứa sẽ hoàn thành tốt đợt huấn luyện và các nhiệm vụ được giao. Để công tác huấn luyện đạt kết quả cao, Ban chỉ huy quân sự huyện Thủ Thừa đã tổ chức huấn luyện tập trung theo từng cụm các xã. Đội ngũ cán bộ giảng dạy có kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm cao, tích cực bám lớp học, thao trường. Làm tốt công tác chuẩn bị về thao trường, bài tập, chuẩn bị mô hình, học cụ, về giáo án và thông qua giáo án chuẩn bị đội mẫu. Qua quá trình huấn luyện thực hành thì tiến hành tổ chức bình tập, sửa tập và hoàn thiện động tác, kỹ năng cho chiến sĩ. Kết thúc từng nội dung thì có rút kinh nghiệm để chiến sĩ tiếp thu, huấn luyện những nội dung tiếp theo đạt kết quả tốt. Những giây phút giải lao trên thao trường cũng là những hoạt động sôi động, tràn ngập niềm vui. Các tiết mục văn nghệ vui nhộn góp phần xua tan đi những mệt nhọc, tạo động lực khí thế, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho mỗi cán bộ chiến sĩ. Bản thân tôi đã sắp xếp công việc gia đình. Trong quá trình học tập, bản thân tôi luôn lắng nghe lời giảng, tự động rèn luyện học tập và ôn luyện. Câu nào không hiểu thì hỏi các đồng chí cấp trên. Tôi quyết tâm bắn đạn thật giỏi. Dưới phương châm cơ bản thiết thực, chất lượng hiệu quả, đơn vị vận dụng sáng tạo 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện, kết hợp lý thuyết đi đôi với thực hành, gắn kỹ thuật với chiến thuật. Trước sự phát triển của nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang huyện, Đảng ủy, Ban chỉ huy sự huyện tiếp tục đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ứng phó kịp thời, hiệu quả trước mọi tình huống. Với tinh thần đổi mới sáng tạo, tạo bước chuyển biến vững chắc trong công tác huấn luyện, kết quả huấn luyện hàng năm cho lực lượng dân quân luôn đạt trên 70% khá giỏi. Đây là cơ sở để xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh trọng khắp, xứng đáng là bức tường sắt vững chắc của Tổ quốc.